binh sĩ bên ngoài lều cũng rất mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc mê mang, một vệt sáng chiếu sáng toàn bộ quân doanh, trên bầu trời tối tăm loáng thoáng có thể nhìn thấy một con quái vật khổng lồ đang bay lượn, trong miệng phun ra chùm sáng màu bạc. Tướng quân đột nhiên đẩy binh sĩ bên cạnh ra, toàn thân lập tức vận chuyển đạo lực. "Ô anh, chùm sáng màu bạc hung hăng đụng vào bình chướng tướng quân tạo ra, tướng quân chỉ có thực lực, kiếm hoàng trơ mắt nhìn bình chướng vỗ vụn, thầm mắng một tiếng." "Đồ ầm, ừ, phương viên trong trượng lập tức hóa thành đất bằng. Tiếng nổ to vang vọng giữa đất trời, vô số trùng sáng từ trên trời giáng xuống, nơi xa truyền đến tiếng hô chém giết, thế nhưng quân doanh đã bị đánh loạn, cự non bị nơi nhốt, đối mặt với hổ điêu hung tàn hoàn toàn không có lực hoàn thủ, lúc ma vật tràn vào trong quân doanh, một trận đơn phương nổ sát mở màn. Bối nhĩ đi ở phía sau cùng đội ngũ, nhìn nhân loại hấp hối dưới chân, còn có ánh mắt hoảng sợ kia, nhấc chân. ẩm ừ, đầu bị giẫm nát, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, tất cả ma vật hưởng thụ giờ khác vui vẻ này. Đại chiến sắp đến, binh sĩ đều tập trung huấn luyện, nhưng vì ngoài ý muốn, vẫn chưa làm hai bộ phận, một bộ phận ở bên ngoài 10 dặm thành Bắc, một bộ phận ở bên ngoài 10 dặm thành Nam, nhưng đối với ma tộc thiện chiến mà nói, bọn chúng đã sớm thăm dò rõ ràng. Hai cái quân doanh toàn bộ bị luân hãm, tuy nhiên dạ ra dạ quân bên trong cũng không có bao nhiêu, không đến nửa canh giờ, mấy trăm vạn binh sĩ nằm dưới đất, máu nóng chảy thành sông, mà ma tộc cũng đang hưởng thụ lấy mỹ thực lúc này thái kinh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu người trên tường thành phát hiện dị thường tin tức từng tầng từng tầng hợp thành báo lên thánh nhân từ trong chăn bừng tỉnh nghe thấy nội dung hồi báo vẻ mặt trưởng tôn ngự liền âm trầm ngũ nhạc đột kích chuyện này sao có thể đều đánh tới thái kinh rồi chẳng lẽ hạ đô đã thất thủ trưởng tôn ngự trực tiếp triệu tập ba người dạ tư không thương minh còn có đại tướng quân tông hoàng nguyên nhưng mà trưởng tôn ngự nghe được tình báo mới nhất trực tiếp ngây ngẩn cả người, thế mà không phải ngũ nhạc mà là một đám quái vật. Lúc này Trưởng Tôn Ngự ngồi ở trên vương tọa, vẻ mặt âm trầm, hoàng bào trên người ngổn ngang, toàn quân đóng ở ngoại thành bị diệt sạch. Đây chính là lực lượng đối kháng với ngũ nhạc, thế mà hiện tại đã bị diệt sạch, mấy trăm vạn người, không đến nửa canh giờ. Tông Hoàng Nguyên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trưởng Tôn Ngự hướng phía Tông Hoàng Nguyên quát, dù sao Tông Hoàng Nguyên là đại tướng quân, thống lĩnh binh sĩ ngoại thành, hiện tại toàn diệt, làm đại tướng quân, Tông Hoàng Nguyên phải gánh vác trách nhiệm, Tông Hoàng Nguyên không có giải thích gì, quỳ trên mặt đất cúi đầu. Thánh nhân, thần đáng chết. Hiện tại là lúc ngươi chết sao? Làm sao giải quyết vấn đề, đây mới là mấu chốt, trưởng tôn ngự phiền não, không có cỗ lực lượng này, làm sao có thể tiến công ngũ nhạc, dựa vào 300 vạn dạ gia quân ở hạ đô sao, ngũ nhạc có đến 7,8 triệu quân, thương minh chắp tay trầm giọng nói ra thái nhân đám quái vật kia hẳn là ma tộc ma tộc trưởng viện có chắc chắn không dạ tư không trầm giọng hỏi thương minh âm u nói ra nếu như trên sử sách không có ghi chép sai hẳn là ma tộc trường tôn ngự nhíu chặt lông mày ma tộc không phải đã bị thần tộc dệt vào vạn vạn năm trước rồi sao chẳng lẽ đây cũng là truyền thuyết chuyện vạn vạn năm trước ai có thể biết được Trọng điểm là lúc này chúng nó đang ở ngay bên ngoài tường thành Thái Kinh, Dạ tư không thấp giọng nói ra, khuôn mặt già nua rung động, trường tôn ngự nhìn về phía Tông Hoàng Nguyên đang quỳ ở dưới đất. Còn có bao nhiêu người, Tông Hoàng Nguyên cúi đầu trầm giọng nói ra. Hồi thánh nhân, binh sĩ ở trong Thái Kinh còn khoảng chừng 10 vạn. Đối phương có bao nhiêu, Tông Hoàng Nguyên hít một hơi thật sâu. Theo tình báo mới nhất, đối phương vô phương ức lượng, Trưởng tôn ngự tựa vào vương tọa, vẻ mặt có chút đáng sợ. Thánh nhân, nếu như chúng nó là ma tộc, tại sao chỉ đợi ở ngoài thành mà không tiến công? Đây mới là trọng điểm. Dạ tư không đưa ra nghi vấn. Trưởng tôn ngự quét nhìn ba người, lạnh giọng nói ra. Hiện tại bản hoàng chỉ muốn phương pháp giải quyết vấn đề này. Thường minh chắp tay nói ra. Điều binh sĩ từ hạ đô về là không thực tế, trước không nói thời gian. Một khi điều binh, chỉ sợ hạ đô khó đảm bảo. Cửa khẩu Thái Kinh rộng mở, hiện tại chuyện chúng ta có thể làm là tập kết tất cả mọi người trong nội thành lại, cùng nhau đối kháng. Trong thành có quân tri viện hay không, lập tức tập kết lại. Tông Hoàng Nguyên Trầm giọng nói ra. Thánh nhân, trong thành có quân tri viện, tập kết tất cả binh lực lại có thể lên đến trăm vạn, thế nhưng cần thời gian, nhanh nhất cũng cần hai tháng. Nói mà nói lui, hiện tại Thái Kinh cũng chỉ có một cái xác không mà thôi, trường tôn ngược chết vấn ba người nhất thời không nói, bởi vì đúng thật là như thế. Thế nhưng ba người không tin thánh nhân không có có hậu thủ, làm thánh nhân thái kinh, làm sao có thể không nghĩ tới loại tình huống này, nhưng một khi dùng hậu thủ, như vậy liền sẽ mất đi một cái át chủ bài trọng yếu, đứng ở góc độ thánh nhân mà nói, đây là một cuộc buôn bán không có lời. Tông Hoàng Nguyên Có thần Thông chi toàn bộ những người có thực lực kiếm sĩ trở lên trong thái kinh toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Thường Minh. Có thần. Triệu tập nhân mã thiên la viện, không tiếc bất cứ giá nào. Vâng. Dạ tư không. Có lão thần. Trường tôn ngự nhìn dạ tư không, dường như cũng không biết phải phân cho ông ta nhiệm vụ gì, dạ gia quân đều đang đóng quân tại hạ đô hỗ trợ tông hoàng nguyên vâng thánh nhân nhìn ba người rời đi trưởng tôn ngự rơi vào trầm tư lúc này sắc mặt binh sĩ trên tường thành kinh hoàng ánh mắt kinh khủng bởi vì chuyện đang xảy ra trước mắt cả đời này của bọn họ cũng không quên được đám quái vật kia là thế nào dã thú nhưng dã thú có lớn như vậy sao yêu tộc có nhiều yêu tộc như vậy sao cảm giác bất lực từ từ ăn mòn dũng khí của đám binh sĩ toàn thân đều đang run rẩy dựa theo tình huống hiện tại chỉ sợ thái kinh sẽ luôn hãm hắc ám dần dần bị bình minh sâu tan quy mô ma tộc cũng dần xuất hiện ở trước mắt binh sĩ đám côn trùng to lớn kia là thế nào từng dãy từng dãy xếp thành hàng ngồi cái đuôi thật dài nhắm thẳng tường thành thái kinh bầu trời còn có rất nhiều quái vật khổng lồ đang bay lượn thậm chí còn che khuất cả ánh mặt trời người thái kinh hôm nay rời giường đã nhìn thấy bầu trời không thích hợp thậm chí trong không khí còn có mùi máu tê thoang thoảng Đại ca. Đại sự không xong. Dạ côn đang ôm thê tử ngủ. Lại như thế nữa rồi, tại sao cứ cách mấy ngày liền sẽ nghe thấy câu nói này, hoặc là đệ đệ, hoặc là đông tứ. Các ngươi không thể mang đến tin tức tốt được sao, Diệp Ly cùng nhan mội nhi đều không còn gì để nói. Làm sao vậy? Dạ côn bất đắc dĩ trả lời. Đại ca, ngũ nhạc đánh tới, hiện tại quân đến trước thành, dạ côn lập tức mở mắt, cái gì? ngũ nhạc đánh tới chẳng lẽ hạ đô thất thủ không thể nào không thể thất thủ nhanh như vậy được dạ côn tranh thủ thời gian rời giường mở cửa chỉ thấy dạ tần đã mặc khôi giáp vào đại ca hiện tại chúng ta phải lập tức đến binh bộ vừa rồi quan thanh đến thông báo sau đó đã rời đi trước không kịp nghĩ nhiều dạ côn lập tức mặc áo giáp vào hướng phía thê tử trên giường nói ra các nàng ở yên trong nhà đừng đi đâu đấy nói xong liền theo dạ tần rời đi hỏa tốc chạy tới binh bộ lúc này binh bộ đã loạn thành một bầy người đến người đi báo cáo tình báo mới nhất hai huynh đệ đi vào đại sảnh binh bộ chỉ nghe thấy quan thanh đang nói chuyện đại tướng quân chúng ta có thể triệu tập lực lượng an khang châu các học viện lớn còn có học viên đã tốt nghiệp tin chắc đây cũng là một cỗ lực lượng bất phàm quan thanh trầm giọng nói ra dạ côn cùng dạ tần đứng ở phía sau nghe tông hoàng nguyên trầm giọng nói ra thời gian chúng ta cần thời gian ma tộc ở bên ngoài đã dục dịch, chúng ta có thể kéo bao lâu? Tướng lĩnh ở đây lặng ngắt như tờ, ma dạ côn giật mình, ma tộc, hai từ này rất hiếm thấy, hắn chỉ mới nhìn thấy hai chữ này từ trong sách cổ mà thôi, nhưng miêu tả cũng không nhiều, thế nhưng có thể tổng kết ra hai chữ, chính là hung tàn. Hơn nữa còn là loại cực kỳ hung tàn kia, nhưng dạ côn cũng rất nghi hoặc, vì sao ma tộc biến mất vạn vạn nam đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn trực tiếp đánh vào thái kinh, chuyện này quả thật không tài nào hiểu được chẳng lẽ là những người kia liên tục có thể ra lệnh cho ma tục sao ngẫm lại liền biết không thể nào chuyện này liên quan đến tồn vong thái kinh các vị ta hy vọng các người giữ vững tinh thần đừng hoảng sợ người thái kinh chúng ta không sợ bất kỳ yêu ma quỷ quái gì cả tông hoàng nguyên trầm giọng quát nhất định phải để cao khí thế lên côn ca thật đi đến chỗ nào chỗ đó liền bị quầng sáng tử vong bao phủ tông hoàng nguyên hạ đạt một loạt mệnh lệnh nói tóm lại một câu từ thủ thái kinh mà kiến nghị của quan thành cũng được áp dụng điều người từ an khang châu tới không được có chút chậm trễ làm người nắm giữ thần kiếm dạ côn bị tông hoàng nguyên lưu lại dạ côn ngươi là người nắm giữ thần kiếm trên vai đảm đương trách nhiệm to lớn nếu như khai chiến ta sẽ phái người bảo vệ ở bên cạnh ngươi mà ngươi liền triệu hồi ra thần kiếm giết sạch đám ma vật kia dạ côn chắp tay nói ra đại tướng quân yên tâm ta biết phải làm như thế nào rất tốt phải cẩn thận ngươi chính là hy vọng của thái kinh nếu là lúc trước dạ côn sẽ cười câu nói này thế nhưng hiện tại lại ngưng trọng lên ma tộc mạnh đến cỡ nào còn không biết rời khỏi đại sành dạ côn nhìn quan thanh cùng đệ đệ đang thì thầm quan thanh thật chính là ma tộc sao dạ côn trầm giọng hỏi quan thanh nhẹ gật đầu đúng vậy tối hôm qua binh sĩ ngoài thành toàn quân bị diệt cái gì Chết hết rồi, dạ Côn khiếp sợ, những binh sĩ kia đều phải đi hạ đô, nếu như chết sạch, vậy hạ đô liền không có chi viện, cha vào mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm. Đi lên tường thành nhìn một chút, dạ Côn trầm giọng nói ra, ba người hướng thẳng đến cửa thành Bắc, mà Hồn Thí Thiên đã bị Thiên La viện triệu hồi, dù sao Hồn Thí Thiên vẫn có thực lực kiếm đế, là một cỗ lực lượng trung kiên của Thái Kinh. Lúc dạ Côn đứng ở trên tường thành, lập tức cảm giác một cỗ khí tức nghiêm nghị thổi vào mặt. Đại ca, bọn chúng rốt cuộc là quái vật gì? Dạ tần tróng váng, hình ảnh trước mắt hoàn toàn lật đổ nhận thức của y. Dạ côn sao lại không phải, ma tộc, ma tộc khổng lồ như vậy. Nhưng mà dạ côn không biết, đây chẳng qua là một bộ phận nho nhỏ của ma tộc. Đối với ma tộc mà nói, chút binh lực trước mắt còn không tính vào đâu. Thế nhưng một chút binh lực như vậy đã đủ để đối phó nhân tộc rồi. Nhìn ma vật lít nha lít nhít trước mắt, còn có đám côn trùng khổng lồ, đủ loại dã dạ thú bay trên bầu trời, dạ côn đều bị kinh ngạc đến, không biết một quyền của mình có thể giải quyết hết được không. Dạ côn, nhất định phải cẩn thận, thần kiếm là khắc tinh của ma tộc, quan thanh nhìn ma tộc trước mắt, trầm giọng nói ra. Đoán chừng cũng chỉ có thần kiếm mới có thể đánh lui chúng nó. Dạ côn hiểu rõ quan thanh, dạ tần nghi ngờ hỏi. Ma tộc sợ thần kiếm, quan thanh trầm giọng nói ra. Thần kiếm vốn là vũ khí từ thời thần ba đại chiến thuyền lại, chủ nhân thần kiếm đều là thần tộc trí cao, nhưng bị ma tộc chém giết, thần kiếm mới thất lạc trong thế gian. Truyền thuyết này dạ côn đã nghe qua, dù sao lý do thần kiếm tồn tại, có đủ loại thuyết pháp, nhưng dạ côn cảm thấy thuyết pháp này tương đối đáng tin. Đám ma tộc này đang chờ cái gì? Dạ tần thấp giọng hỏi, cảm giác trong lòng rất trầm trọng, dạ côn trầm giọng nói ra. Mặc dù không biết đang chờ cái gì, nhưng có khẳng định tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong lúc ba người đang suy đoán, đại quân ma tộc trước mắt bỗng nhiên có dị động, chỉ thấy bên trong ma tộc xuất hiện một bóng người. nhân loại. Gọi thông soái của các ngươi ra đây, đi ra không phải là ai khác, mà chính là Bối Nhĩ Chỉ Huy lần này, Dạ Côn nhìn người trước mắt, làn da màu tím, vóc người khôi ngô, lỗ tai có nhọn, cắm một thanh đại đao, đây chính là ma tộc sao, bộ dáng quá xấu. Oa, à, người này xấu quá đi. Trong lúc Dạ Côn đang cảm thán, bên cạnh lại vang lên âm thanh ngọt ngào. Diệp tử tử, dạ côn trông thấy Diệp tử tử ghé vào tường thành, đánh giá đại quân trước mắt, trong mắt mang theo vẻ tò mò hưng phấn. Dạ côn, ngươi quá không có nghĩa khí, và chuyện thú vị lại không gọi ta. Diệp tử tử hướng phía dạ côn, cong cái miệng nhỏ nhán lên. Dạ côn im lặng, loại chuyện này có thể nói là thú vị sao, căn bản không có chút thú vị nào, bất quá đối với Diệp tử tử mà nói, chuyện này quả thật giống như chơi đùa vậy nhưng dạ côn cảm giác tên ma tộc trước mắt chỉ là thủ hạ cũng không phải lão đại vậy lão đại đang ở đâu dạ côn ta đi giết bọn chúng nhé diệt từ từ tò mò hỏi tạm thời không cần nhìn tình huống trước đã dạ côn thấp giọng nói ra ngươi chỉ là tiểu nữ hài trực tiếp nhảy xuống diệt đầu lĩnh người ta vậy thực lực của chúng ta sẽ hoàn toàn bại lộ đám người nấp ở trong bóng tối thấy được nhất định sẽ càng cẩn thận hơn. Hai, người đó chỉ ưa thích điệu thấp, không thú vị, đi, Diệp Tử Tử Vỗ Vỗ y phục, hoạt bát rời đi. Dạ Côn im lặng, đây là điệu thấp sao hiện tại đã biến thành hy vọng của Thái Kinh, lại cao hơn điều một chút, vậy liền biến thành tương lai của Thái Kinh. Đại ca, đã đến lúc bày ra thực lực, Dạ Tần đứng ở bên cạnh nghiêm túc nói, Dạ Côn cũng muốn bày ra thực lực, nhưng sau khi bày ra thực lực rồi sao nữa? mình sẽ biến thành nhân vật tiêu điểm toàn bộ huyền nguyệt đại lục ai biết sẽ phát sinh chuyện gì ngay cả cha vợ đều phái ly nhi tới điều tra tình huống rõ ràng nước huyền nguyệt đại lục rất sâu người cao điệu vĩnh viễn sống không được lâu đâu nhìn ma tộc trước mắt dạ côn cảm thấy có thể dùng thân phận ngân sắc nam nhân may mắn mình có lưu một tay tông hoàng nguyên rất nhanh đã xuất hiện ở trên tường thành xung quanh đứng đầy tướng lĩnh bối nhĩ khẽ ngẩng đầu nhìn nhân loại người chính là thống soái tòa thành này sao Tông Hoàng Nguyên rất tỉnh táo, lên tiếng quát. "Ma tộc, ngươi muốn thế nào?" "Nhân loại, ta mới là người đặt câu hỏi." Bối nhĩ lạnh giọng quát. "Ta chính là tướng quân cao nhất ở đây." "Đã ngươi là tướng quân cao nhất, vậy liền đến phiên các ngươi lựa chọn." "Lựa chọn?" Các vị tướng lĩnh đứng ở trên tường thành rất nghi hoặc. "Chúng ta là ma tộc đến từ Thâm Uyên, các ngươi có hai lựa chọn." một là mở cửa thành tiếp nhận tử vong hai là chết đi trong lúc chống cự đối mặt với ma tộc càn rỡ các vị tướng lĩnh bị tức không nhẹ đây rõ ràng là đang cười nhạo thái kinh nhưng lúc này bọn họ cũng thừa nhận thân phận của mình đám quái vật kia quả thật là ma tộc chuyện này càng khiến lòng chúng tướng sĩ chìm xuống chỉ thấy bối nhĩ hơi hơi đưa tay một đầu dư thứ trên bầu trời liền lao xuống thái kinh trong miệng bán ra một đạo hỏa viêm hỏa viêm mang theo khí tức nóng bỏng sông tới thái kinh Lúc này tất cả mọi người ở trong thành ngước đầu nhìn lên, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Ừm, hòa viêm mổ tung trên vùng trời Thái Kinh, một đạo bình chướng vô hình như ẩn như hiện, bao phủ toàn bộ Thái Kinh vào bên trong. Các vị tướng lĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, làm đô thành Thái Kinh, làm sao có thể không có chút thực lực được. Nhân loại, ta cho các người ba canh giờ, hãy hưởng thụ ba canh giờ cuối cùng này thật tốt đi, nói sau mối nhĩ liền xoay người đi vào trong đại quân. Tông Hoàng Nguyên đang thầm cân nhắc, nếu như mình động thủ vậy sẽ có bao nhiêu phần thắng kỳ thật tông hoàng nguyên không dám hành động liều lĩnh nếu như chọc giận đối phương vậy một chút thời gian đều không tranh thủ được thế nhưng hiện tại xem ra cũng không tranh thủ được bao nhiêu chỉ có ba canh giờ căn bản không kịp nữa rồi hiện tại chỉ có thể từ chiến đến cùng đệ đệ chúng ta trở về nhà một chuyến dạ cô nhẹ nói ra trở về hiện tại sao dạ cô nhẹ gật đầu kỳ thật trong lòng muốn bảo hộ đệ đệ ma tộc trước mặt không phải đệ đệ có thể chống đỡ, người ta tùy tiện động đậy, đệ đệ liền sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù nói vùng vẫy trong sinh tử mới có thể trưởng thành, thế nhưng đây rõ ràng là đi chịu chết, dạ côn đương nhiên phải che chở. Ừm, trở về thương lượng một chút, dạ tần còn tưởng rằng đại ca có biện pháp, cho nên trực tiếp đáp ứng. Tại trên đường trở về, mọi người đều thất kinh, đều đang nói ngũ nhạc đánh tới cửa thành tới, mình sắp phải chết, chẳng diện hỗn loạn, mà nguyên bản binh lính tuần tra đều bị phái đến từng thành, không có binh sĩ trấn áp, mấy người liền bắt đầu đục nước báo cò, dù gì cũng phải chết. Thế là lập tức xuất hiện đủ loại cướp bóc, toàn bộ thái kinh lâm vào hỗn loạn, dạ tần đánh một tên nam nhân hôn mê bất tỉnh. Đà tạ tướng quân, một nữ hài tử hướng phía dạ tần nói lời cảm tạ. Máu về nhà, dạ tần nghiêm túc nói ra, đây đã là người thứ năm, dạ tần thấp giọng nói ra. Đại ca, cứ tiếp tục như vậy, nội thành sẽ loạn trước, Dạ côn cũng cảm thấy thế, xem ra chỉ có dùng thân phận ngân sắc nam nhân để giải quyết. Về đến nhà, tất cả mọi người đều đang ngồi ở trong đại sảnh chờ tin tức. Phu quân, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Thê tử của hai huynh đệ lập tức hỏi thăm. Ma tộc Ma tộc đánh tới, dạ côn thấp giọng nói ra, Diệp Ly nghe xong sửng sốt một chút, đối với Diệp Ly mà nói, hai từ ma tộc này cũng không xa lạ gì, nàng còn giết không ít ma tộc nhưng diệp ly cũng biết huyền nguyệt đại lục không giống với những vị diện khác chỉ sợ ma tộc nơi này không đơn giản nguyên trần cùng phong điền choáng váng ma tộc đi theo côn ca thế mà ngay cả ma tộc đều có thể đụng phải trước kia đều nghĩ rằng ma tộc chỉ là truyền thuyết hư vô nhưng hôm nay nó đến rồi còn mang theo tử vong đến việt thiên cũng đang nghĩ đám ma tộc này đến cùng lợi hại đến cỡ nào có thể giết chết thần tộc nắm giữ thần kiếm xem ra ma tộc ở đây quả thật có đủ thực lực để đối kháng với thần tộc nhân tộc không có sức hoàn thủ liệt cốt cũng không để ở trong lòng bất kể là ma tộc gì đánh là xong phu quân vậy bây giờ định làm như thế nào ma tộc đánh lén chúng ta mà nội thành lại hỗn loạn nhan mộ nhi lo lắng hỏi ma tộc đột nhiên xuất hiện có thể có liên quan đến đại quân thi nhân hay không nói thật thi nhân đại quân còn lợi hại hơn cả đại quân ma tộc dù sao thi nhân đại quân yếu nhất cũng là kiếm đế mà thực lực đám ma vật này còn chưa đạt đến kiếm đế, bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ có thực lực kiếm vương, mà nhân loại bên này bình lính bình thường chỉ là kiếm sĩ, đội trưởng mới có kiếm sư, tướng quân mới đến kiếm hoàng, căn bản không ngăn được bước chân của ma tộc. Thánh nhân hẳn sẽ có biện pháp. Dạ côn cũng muốn nhìn thánh nhân sẽ làm như thế nào, hiện tại thánh nhân cũng đang đợi, nếu như không đợi được, nhất định sẽ dùng ra át chủ bài. Nhưng dạ côn cảm giác, thánh nhân cáo già chắc chắn sẽ không ra tay phu quân, đệ đệ, các ngươi vẫn chưa ăn sáng đi, ta đi hầm nóng đồ ăn lại cho các ngươi. Diệp Ly đứng dậy ôn nhu nói, kỳ thật cũng biết phu quân lo lắng. Đông tứ và đát từ cũng hiểu lão sư, lúc này hẳn lão sư đang nghĩ, dưới điều kiện ẩn giấu thực lực, làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề. Lão sư đúng là tự tìm nan đề cho mình, nói thật, mình thử qua mấy lần, cảm giác rất biệt khuất. Nhưng nếu như vậy có thể tăng cao tu vi, cho dù biệt khuất cũng phải thử một chút xem, ở trong trận doanh ma tàu lều chủ soái kiệt lạp đức ngồi trầm tư mà tạp nhĩ cùng bối nhĩ đứng ở bên cạnh chờ mệnh lệnh mới bối nhĩ ngươi đi thử một chút nhìn xem thực lực bọn chúng như thế nào kiệt lạp đức thấp giọng nói ra bối nhĩ đã có chút không thể chờ đợi cung kính nói ra vâng tướng quân sau khi bối nhĩ đi ra tạp nhĩ cúi đầu tò mò hỏi tướng quân tại sao chúng ta phải cẩn thận như thế còn nhớ vì sao chúng ta thua trận đại chiến kia không? Chính là vì không cẩn thận, sai lầm như vậy ngươi còn muốn phạm thêm một lần sao? Tướng quân dạy phải, thuộc hạ hồ đồ, tạp nhĩ, chắp tay ái nái nói ra, kiệt lạp đức từ tốn nói. Chờ sau khi bối nhĩ thăm dò xong liền tiến công, để thái kinh phồn vinh bốc cháy lên, trở thành ngọn đuốc đầu tiên của ma tộc chúng ta. Tướng quân anh Minh, đến lúc đó nhất định sẽ được Minh ma tán xương. Kiệt lạp đức nhẹ gật đầu, nếu như có thể được minh ma tán thưởng vậy cho dù chết cũng đáng giá dù sao loại thuộc hạ như mình dưới tay minh ma có đến mấy trăm dạ côn ăn sáng xong liền nghỉ ngơi quan thanh cũng đến rồi dạ viện trưởng đã đánh nhau cái gì dạ côn kinh hô một tiếng là đơn đấu đối phương yêu cầu đơn đấu quan thanh bổ sung một câu đám người liệt cốt nghe thấy là đơn đấu liền cảm thấy hứng thú cái khác không thích chỉ phá lệ yêu thích đơn đấu mà thôi. Ta cũng đến xem một chút, liệt cốt khẽ cười nói, trò hay như thế không thể bỏ qua. Tuyệt thiên cũng cùng đi theo, diệp tử tử không có lên tiếng, có đi hay không cũng vậy, dù sao dạ côn không cho phép mình ra tay. Bất quá dạ côn vẫn can dặn đông tứ và đắt tử ở nhà bảo vệ các cô gái, dù sao hiện tại loạn như vậy, kẻ xấu rất manh động. Trên tường thành không chỉ có binh sĩ đứng, mà còn có học viên các học viện lớn ở Thái Kinh, chỉ cần có sức chiến đấu, toàn bộ đều kéo qua phòng thủ dạ côn vừa mới đi lên đã nhìn thấy ma tộc giết một người lộ ra vẻ tẻ nhạt vô vị tiện tay ném thi thể vào trong đám ma vật đám ma vật bên dưới lập tức tranh đoạt chuyện này khiến người trên tường thành nắm thật chặt nắm đấm vừa mới chết trận chính là một vị viện trưởng sĩ khí trên tường thành lập tức xa suốt vừa rồi tông hoàng nguyên còn muốn giết một tên ma tộc để tăng sĩ khí kết quả không đến mấy lần liền bị đối phương chơi chết đây là một tên viện trưởng đó mà tên ma tộc đầu lĩnh kia chẳng qua là đứng ở bên cạnh nhìn còn chưa có ra tay ở một bên khác dạ ngọc thư cùng đông phương Sảng cũng đang nhìn trong lòng vô cùng nặng nề hiện tại dạ ngọc thư nghĩ đến đồng ca đã cao chạy xa bay chạy thật đúng lúc thế mà giữ được một cái mạng thế nhưng sảng ca thấy tình huống như vậy liền có chút chóng đầu một tên tiểu đầu lĩnh ma tộc liếm láp máu tươi trên lưỡi đao nhân loại các người không có ai mạnh hơn sao đối mặt với ma tộc khiêu khích đám người trên tường thành căn bản không có cách nhắc lên dũng khí, khi thế ma tộc quá hung tàn. Lúc này dạ côn cũng đang nghĩ biện pháp dùng thân phận ngân sắc nam nhân ra sân, nhưng phải lấy cái cớ gì đây? Đông tứ, ngươi có biện pháp biến thành ta không? Dạ côn tò mò hỏi. Có thể. Đông tứ nói nhỏ một tiếng. Vậy hiện tại ngươi rời đi, biến thành bộ dáng của ta tới. Vâng, lão sư, Đông tứ rời đi cũng không có dẫn tới mọi người chủ ý. Theo đông tứ rời đi, dạ côn nhỏ giọng nói ra. Ta đi nhà xí, đám người dạ tần nhẹ gật đầu, trong lòng rất trầm trọng. Theo dạ côn rời đi, đông tứ biến thành bộ dáng dạ côn xuất hiện, trong lòng mọi người cũng không có hoài nghi, mà dạ côn đương nhiên chuẩn bị biến thành ngân sắc nam nhân. Nhưng lúc này, quan thanh thế mà từ trên tường thành nhảy xuống. An Khang Châu, Học viện An Kinh, Phó viện Quan Thanh âm thanh hùng hậu hùng hồn quanh quẩn giữa thiên địa cổ vũ tất cả mọi người trên tường thành lúc này dám ra chiến với ma tộc đều là người có đại dụng khí quan thành chính là một người như thế an an chó má gì lão tử lột ra của người ra rồi nói tướng mạo của tên ma tộc này vô cùng xấu trên lưng còn có thứ gì đó nhô lên giống như lạc đà hai tay cầm đại khảm đao phía trên còn lưu lại máu tươi nhưng một tên ma tộc như thế lại giết một tên viện trưởng của thái kinh Ma tộc vừa dứt lời, hai chân trùng xuống, lập tức kích thích một cỗ sóng khí hung tàn lao tới trước mặt. Đạo pháp chương 12, Địa ngục chi hỏa, Quan Thanh rất bình tĩnh, trên thân lập tức bộc phát ra đạo lực mạnh mẽ, chỉ thấy trước mặt xuất hiện mấy điểm lấm tấm màu đỏ, bành một tiếng. Một đạo hỏa trụ từ dưới mặt đất bắn ra, thẳng đến ma tộc ở trên không. Đạo pháp chương 20, xưởng xích, Quan Thanh vừa mới dứt lời, ở xung quanh thân thể ma tộc xuất hiện bốn cái vật thể giống như lôi điện chúng nó liên kết tạo ra một dòng điện màu bạc trói chặt từ chi của tên ma tộc kia nhưng quan thanh biết trói buộc không thể duy trì quá lâu đạo pháp chương 19, hỏa diễm chúc phúc chỉ thấy địa ngục chi hỏa trùng thiên lập tức lớn gấp đôi khí tức nóng bỏng truyền khắp chiến trường bối nhĩ đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú tên nhân loại này có chút thú vị mọi người trên tường thành cũng cảm thán đạo pháp đúng đạo pháp quả thật quá ngưu bức oanh vì địa ngục chi hỏa được chúc phúc lao tới ma tộc trong nháy mắt bao phủ y nhưng mà quan thanh cũng không có dừng lại đạo pháp chương 22, mươi băng phong địa ngục chi hỏa nóng bỏng tan biến một tầng băng bắt đầu ngưng kết trên thân ma tộc chớp mắt liền biến thành một cái khối băng to lớn ầm khối băng rơi xuống mặt đất tạo ra một cái hố nhỏ nhân loại trên tường thành ngốc ngốc nhìn một màn này quá lợi hại loại đạo pháp liên tục này quá rung động lòng người đứng đấy bất động liền có thể đưa ma tộc vào chỗ chết, quan thanh sao có thể lợi hại như vậy, giả tần cũng đang nghĩ, quan thanh làm sao lợi hại như vậy hoàn toàn nhìn không ra. Hay, Tông Hoàng Nguyên tức giận quát, quá hả giận, nhân loại rốt cuộc thắng được một lần. Theo đại tướng quân hò hét, người xung quanh lập tức lớn tiếng khen hay, khủng hoảng trước đó quét sạch, vẫn có hy vọng thắng lợi. Pháp gia ngưu bức Phó viện giết hay phó viện còn lợi hại hơn đạo đức tử quan thanh nghe người trên tường thành hò hét vẻ mặt vẫn ngương trọng đôi mắt chăm chú nhìn khối băng cách đó không xa một tiếng kẹo kẹt chỉ thấy bên trên tầng băng xuất hiện một vết nứt chuyện này khiến quan thanh sầm mặt lại quả nhiên không chết bành một tiếng khối băng bị chấn nát thân ảnh ma tộc lần nữa xuất hiện liếm lắp đôi môi khô khóc nói ra nhân loại băng hỏa lưỡng trọng thiên quả thật khiến cho ta rất dễ chịu ta sẽ ôn nhu xé xác ngươi nhìn ba tộc thế mà không có việc gì đám người mới vừa gieo họ liền câm nín ánh mắt mang theo khó tin vì sao như thế rồi mà vẫn không chết quá vô lý à quan thanh cảm giác mình vẫn quá coi thường ba tộc cường độ thân thể thế mà cao như vậy một bộ chiêu liên hoàn hoàn toàn không đủ dùng mà quan thanh cũng không dám dùng đạo pháp lợi hại bởi vì đạo pháp lợi hại cần thời gian vịnh sướng hơn nữa nếu như sử dụng xong đối phương không ngã vậy thì người ngã sẽ là mình đạo pháp chương 8. kính tượng chỉ thấy vô số quan thanh lít nha lít nhít xuất hiện, có huyền không, có đứng đấy. Đạo Pháp chương 30, diệt, vô số quan thanh trong nháy mắt bao vây ma tộc, dùng một loại xu thế lấy thịt tè người. Nhân loại giả hoạt, người chọc giận bản đại gia. Ma tộc rơi chiến phủ trong tay lên bổ xuống, nhưng đều chỉ chém chúng phân thân, nhưng vào lúc này, trong miệng vô số quan thanh bắt đầu vịnh sướng. Thiên lôi oanh minh kinh thiên địa, thần chi hạo đã hưởng nhân gian, lộ nguyên tâm, tâm nguyên thần, lôi thần chiếu cố, đạo pháp chương 69, lôi thần chi tiên. Quan thanh hoàn thành ngâm sướng, trong tay vô số quan thanh toát ra một cái roi màu bạc, roi vang lên âm thanh dòng điện xì si xì si xì, si, mãnh liệt bao phủ uy áp ma tộc, mà bên phía ma tộc cũng có chút trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ cảm giác được khí tức của thần, với nghĩ nghi hoặc chuyện này sao có thể. Trên thân nhân tộc tại sao có thể có khí tức của thần? Ngoài đạo đức tử ra, quan thanh không hổ là người có ngộ tính đạo pháp cao nhất tông hoàng nguyên tán dương nói ra đúng vậy từ lúc bắt đầu đến giờ quan thanh đã liên tục biểu hiện ra tài hoa của mình tông hoàng nguyên nhẹ gật đầu rất tán đồng lời nói của thuộc hạ nhìn như dùng kính tượng kéo dài thời gian ngâm sướng kỳ thật kính tượng mới là đòn sát thủ nếu như trực tiếp dùng ra lôi thần chi tiên chỉ sợ chỉ có một thanh mà bây giờ cũng không biết những phân thân kia có uy lực hay không thường dân biểu thị nghi hoặc, nhưng mà quan thanh biết, uy lực là có bởi vì dùng diệt gia trì, nhưng không phải lớn như vậy, có dấu hiệu yếu bớt, vô số quan thanh trong nháy mắt vung ra lôi thần chi tiên, chặt chẽ quấn quanh thân thể ma tộc. Dòng điện tẩy lễ thân thể ma tộc, một cỗ khói mù màu đen chậm rãi toát ra, mùi vị gây mũi tràn ngập trong không khí. Đạo Pháp chương 45, Ngự Kiếm Trên người quan thanh bộc phát ra một cỗ đạo lực càng đáng sợ hơn, ở trước cửa thành, một thanh kiếm màu trắng đang chậm rãi ngưng kết, thanh kiếm này chính là đạo lực của Quan Thanh, Quan Thanh mạnh bao nhiêu, như vậy thanh kiếm này liền mạnh bấy nhiêu. Mọi người toàn bộ nín thở, thời gian ngự kiếm tương đối dài, dùng Lôi Thần Chi Tiên có thể kiềm chế ma tộc lại, thiên địch của ma tộc chính là thần tộc, đây là điểm yếu của ma tộc, mà Lôi Thần Chi Tiên khiến lực lượng của tên ma tộc này suy yếu trên diện rộng, lúc này căn bản không có cách nào động đậy. Nhưng có một chuyện quan trọng cần biết, tên ma tộc này cũng không phải là người mạnh nhất nhưng đã có thể khiến cho quan thanh sử dụng đòn sát thủ. Nếu như đối phó với một tên ma tộc cần một vị đạo pháp đại sư giống như quan thanh, như vậy ma tộc ở đây chỉ sợ cần vô số quan thanh mới có thể đối phó. Bối nhị thấy tình huống như vậy, không có tính ra tay, yên lặng nhìn không có bất kỳ động tác gì, ngư kiếm đã dần dần thành hình, sắc mặt của quan thanh cũng tái nhợt hơn rất nhiều, liên tục sử dụng nhiều đạo pháp như vậy, đã là một loại phụ tài. Nếu như ngư kiếm không thể giết chết tên ma tộc này, vậy liền thật hết cách, dù sao bên trong ngự kiếm đã bao hàm tất cả đạo lực của mình quan thanh đây cũng là được ăn cả ngã về không theo ngự kiếm hoàn thành khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập toàn bộ chiến trường mọi người lần nữa chứng kiến đạo pháp cường hãn ngư bức quá ngư bức quan thanh hoàn thành ngự kiếm ngụm lớn thở dốc hai tay lập tức hướng về phía trước đầy khí tức ngự kiếm đã dẫn phát một cỗ sóng khí hùng hồn chậm rãi tiến lên tốc độ đang dần tăng nhanh chỗ đó đi qua liền xuất hiện một cái hào thật rộng kính tượng dưới sự trùng kích của ngự kiếm toàn bộ tiêu tán quan thanh trong nháy mắt chuyển vị đi tới phía dưới cửa thành ma tộc căn bản không kịp né tránh nhìn ngự kiếm đột kích đồng thời không hề khó khăn xuyên qua thân thể của mình nhưng ngự kiếm không có ý dừng lại hướng phía đại quân ma tộc phóng đi đây cũng là chuyện quan thanh lo lắng có thể diệt bao nhiêu hay bấy nhiêu giảm nhẹ áp lực một chút trong lúc mọi người tưởng rằng ngự kiếm có thể quét ngang đại quân ma tộc tướng lĩnh ma tộc trước đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ngự kiếm chậm rãi vươn tay oanh một tiếng. Một cỗ khí tức kinh thiên lập tức bộc phát ra, quang mang chói mắt không khỏi khiến người đưa tay che khuất, quan thanh trợn tròn mắt, chuyện này sao có thể, chỉ thấy tay phải bối nhĩ vừa nắm, ngự kiếm liền giống như trang giấy, lập tức tan rã. Thế giới khôi phục bình tĩnh, người trên tường thành mặc dù không có gia nhập chiến đấu, nhưng lúc này cũng hô hấp kịch liệt, tim đập nhanh hơn, ma tộc bị ngự kiếm xuyên thấu thân thể dần dần ngã về phía sau, sau đó chưa làm hai nửa, nguyên bản mọi người hàn rất cao hứng, nhưng nhìn thấy tình huống như vậy, không biết vì sao, hoàn toàn không cao hứng nổi, tên tướng lĩnh ma tộc kia thực sự quá mạnh, một tay liền bóp nát ngự kiếm, xem nét mặt của y, tựa hồ không có chút khó khăn, trên ngực quan thanh lên xuống chập trùng, trong lòng không có vui sướng, nhìn chăm chú tướng lĩnh ma tộc trước mặt. Chỉ thấy bối nhĩ gật một tay, một vị ma tộc bên cạnh cầm lấy khai sơn phủ đi ra, một cước đá văng thi thể. Tên phế vật này quá yếu, nhân loại, ta tới làm đối thủ của ngươi. Mọi người hô to vô sỉ, thế mà dùng sa luân chiến, đám ma tộc này còn biết xấu hổ hay không? Nếu như vừa rồi quan thanh lên tường thành, đoán chừng sẽ không có việc gì, nhưng nếu như bây giờ rút lên tường thành, vậy chính là không đánh mà lui, tương đương với nhận thua, như thế sẽ đẩy sĩ khí xuống dưới đáy cốc. Ma tộc vừa mới dứt lời, khai sơn phủ nguyên bản làm bằng sắt, nhưng hai tay ma tộc vừa nắm, khai sơn phủ thế mà trở nên đỏ bừng, tựa như dung nham. Đi chết đi ha 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 ma tộc huy động khai sơn phủ trong tay quan thanh không dám khinh thường trầm giọng hô đạo pháp chương chín bình chướng không có cách hiện tại quan thanh đã không còn đạo lực dư thừa chỉ có thể miễn cưỡng đem triệu hoán bình chướng ra ầm không có đạo pháp cao thâm duy trì bình chướng dưới khai sơn phủ không chịu nổi một kích trực tiếp bị đánh nát khí tức mạnh mẽ đánh tới quan thanh quan thanh không có cách tiếp tục hô lên bình chướng cả người bị đánh bay hùng hăng va vào tường thành tường thành kiên cố liền xuất hiện vết nứt xem ra cú va chạm này rất áp liệt ma tộc nhe răng cười nhìn quan thanh lập tức nhảy lên thật cao khai sơn phủ trong tay ầm ầm toát ra một cỗ liệt hỏa mang theo tử vong bổ về phía quan thanh nhìn tử vong đột kích trong lòng quan thanh cũng không có bất kỳ biện pháp gì ma tộc thật quá mạnh trong lúc quan thanh chuẩn bị nhắm mắt chờ chết trước mắt lập tức xuất hiện một cái bóng lưng áo choàng màu đỏ hơi hơi phiêu động vô cùng có bức cách tóc hoa nhu thuận cùng phiêu động, khiến cho người ta liên tưởng tới đủ loại hình ảnh Mỹ Nam. Mặc dù nhìn không thấy diện mạo người trước mắt, nhưng Quan Thanh cũng biết, người này rất biết chẳng bức, lúc này khai sơn phủ của ma tộc đã âm bầm bổ xuống. Quan Thanh than nhẹ một tiếng, cũng không biết người mặc áo choàng này có thể đón lấy hay không, người này đương nhiên chính là dạ côn, ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, thật không nhịn được, Quan Thanh cũng tính là bạn tốt, làm sao có thể trơ mắt nhìn y chết đây. Chẳng qua khiến dạ côn không nghĩ tới chính là, trên tường thành nhiều người như vậy lại không có một ai dám xuống cứu quan thanh đám người thiên la viện đều đi đắp cất cả rồi sao dạ côn chậm rãi nâng tay phải lên bàn tay trực tiếp tiếp nhận khai sơn phủ mặt đất dưới chân lập tức sụp đổ lộ ra từng đạo vết rách áo choàng sau lưng theo sóng khí điên cuồng phiêu động ngay cả mái tóc thật dài cũng giống như thế côn ca một tay tiếp khai sơn phủ chiêu này khiến cho tất cả mọi người choáng váng ngay cả tên bối nhĩ kia cũng có biến hóa ngân sắc nam nhân trên tường thành một người đột nhiên hô. Là ngân sắc nam nhân, trời ạ. À. Ngân sắc nam nhân thế mà tới Thái Kinh, quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi, ngân sắc nam nhân tới cứu chúng ta. Diệp Ly nhìn ngân sắc nam nhân xuất hiện, lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ. Ngân sắc nam nhân đáng chết, ta sẽ báo thủ rửa hận cho độc Nga đại đế. À, kim sắc nữ nhân không tới sao? Diệp Ly, đáng chết đúng vậy, ta còn tưởng rằng bọn họ là vợ chồng, dù sao danh hiệu đều là một cặp như thế. Diệp Ly kém chút bị tức giảm máu, ai là vợ chồng với hắn? Kim sắc nữ nhân ta phi, Diệp Ly ta cùng ngân sắc nam nhân không đội trời chung. Diệp Tử Tử nhìn Dạ Côn đột nhiên tới cũng sững sờ, tên của gia hỏa này thế mà gọi là ngân sắc nam nhân, danh tự thật quê mùa cũng không biết Dạ Côn nghĩ như thế nào. Ha ha ha, còn kim sắc nữ nhân, ai lại lấy cái tên ngu ngốc như thế nhỉ? Diệp Tử Tử nhịn không được cười to nói. Trái tim Diệp Ly thật đau, liệt cốt thăm thầm nói ra. Thiên hạ danh hiệu nhiều như vậy, bọn họ lại lựa chọn cái tên dễ nhớ nhất, đúng là lợi hại. Diệp Ly nghe xong hơi dễ chịu một chút, nhưng mà liệt cốt lại bổ sung một câu. Cũng chỉ có mấy tên ngu ngốc mới có thể làm ra loại chuyện này. Diệp Ly rất muốn nói rõ lý do, cái danh hiệu kim sắc nữ nhân này không phải mình lấy, là người khác lấy loạn. Nhưng bất kể nói thế nào, ngân sắc nam nhân xuất hiện, khiến mọi người sôi trào mọi người đều thấy được hy vọng, dù sao ngân sắc nam nhân là người từng đại chiến với đạo đức tử. Dạ côn nghe thấy tiếng hoan hô trên cổng thành, rất là hài lòng,